Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết ổn định thời gian qua, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương ra đồng để xuống giống vụ đông xuân nhằm chuẩn bị nông sản cung ứng cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên, bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại các vùng rau chuyên canh trên địa bàn thành phố. Những luống rau tươi mới tại Hợp tác xã Rau An toàn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang sinh trưởng thuận lợi sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi trận ngập lụt lịch sử. Nhờ nỗ lực cải tạo đất để xuống giống cho kịp lịch thời vụ, nên đến nay vùng rau đã được phục hồi hơn 70% diện tích sản xuất. Tuy nhiên, vì thiệt hại vừa rồi rất lớn, nên việc tái sản xuất cũng bị chậm trễ đi rất nhiều. Đây là một tín hiệu không mấy tích cực cho các vùng rau màu trên địa bàn thành phố. Trận lụt vừa rồi thì nói chung là hư hết 100%. Tất cả nhà vườn, nhà đồ chứ là sụp đổ hết. Hiện giờ thì người dân đang khắc phục là tình trạng vừa qua. Nói chung đang dần dần ổn định. Khó khăn lớn nhất hiện nay của bà con nông dân là thiếu giống sản xuất, bởi đa số giống vật tư nông nghiệp thiết yếu cho sản xuất đã bị hư hại trong đợt ngập lụt vừa rồi. Mặc dù ngành nông nghiệp thành phố và chính quyền các địa phương đã hỗ trợ một phần giống cho các hợp tác xã, tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu giống trong vụ cuối năm nay. Giống cũng khan hiếm, rất khó vì mất ra đông xuân thì cần giống rồi. Còn bà con những diện tích cho nó uống thì còn sản xuất lại, bà con vẫn giữ, duy trì và lấy giống mà để cho tiếp tục cái lại để phục vụ cho năm tới. Vừa rồi có cho hỗ trợ được số phân hữu cơ và giống và vôi, nhưng mà trời còn giống mà nếu được cũng đề nghị cấp trên hôm nay quan tâm, vì vùng ra Tuy Loan là diện tích nó rất lớn mà cũng được thành phố ưu tiên giúp đỡ nhiều rồi, nhưng mà nhân cái cục lò cái trận lụt này cũng rất mong cấp trên quan tâm để hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nông dân. Trước những khó khăn trong tái sản xuất cuối năm, các địa phương đã rà soát lại nhu cầu giống của bà con cũng như lịch thời vụ, đồng thời đề xuất với ngành nông nghiệp thành phố về cơ cấu giống phù hợp, ưu tiên các giống cây trồng ngắn ngày, năng suất cao. Cái việc triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2022 năm 2023 thì hiện nay thì Ủy ban đã triển khai hai cái buổi họp để quán triệt chỉ đạo số nội dung liên quan để sẵn sàng cho cái lịch thời vụ cơ cấu giống để xuống giống chẳng đảm bảo theo quy định cái lịch của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố quy định. Thứ hai là cơ cấu giống của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố. Gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là khoảng thời gian mà nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân Đà Nẵng tăng rất mạnh. Vì vậy, việc hỗ trợ và ổn định sản xuất vụ đông xuân tại các vùng rau màu chuyên canh trên địa bàn thành phố là rất quan trọng, nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung nông sản cho thị trường vào cuối năm.